Xin chào các bạn, tiếp tục series video hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh sửa video VDC thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tính năng mới của VDC, đó là hiệu ứng Time Watcher Effect. Thì đơn giản thì đây là một hiệu ứng mà các bạn sẽ tạo ra như là bạn đang đánh chữ theo kiểu máy đánh chữ ở trên video đó. Thì đơn giản nhất thì mình sẽ giới thiệu, mình sẽ bật một video demo cho các bạn xem. Đây video nó sẽ demo, nó sẽ chạy như vậy. Thì để chạy hiệu ứng này, đầu tiên các bạn bật VDC lần thứ nhất này. Thứ hai là các bạn sẽ đánh một dòng text ở đây. Thì mình sẽ đánh dòng text như ở trên video demo vừa rồi nhé. Sau đó các bạn làm full màn hình, sẽ full màn hình lên. Bạn cho tự chữ to lên này. Để ví dụ ở đây là mình đã làm dòng chữ text này rồi. Thì bây giờ để các bạn sẽ chạy hiệu ứng ở trên cái dòng text này. Bạn ở dưới thòng, ở dưới tab timeline này. Bạn tích vào nó này. Sau đó các bạn chọn vào Z-Coloring này. Ok này. Đâu các bạn, đầu tiên các bạn ấn được Form Start này. Các bạn để chuyển về Form Start để ý là các bạn sẽ thiết định được cái hiệu ứng nó chạy trong bao lâu ấy. Thì hiện tại cái text vừa rồi mình đang thiết định nó là 10 giây. Thì bây giờ mình để Form Start hay các bạn để tùy ý để cho nó chạy ở mức đến 3 giây, 4 giây, 5 giây hoặc đến 10 giây cũng được. Thì mình sẽ để nó ở 3 giây. Hiệu ứng này nó sẽ chạy trong thời gian 3 giây thì nó sẽ xong. Tiếp theo đó là bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem video này. Đây thì chữ bây giờ nó đã hiện lên theo chạy dần dần theo video, thì nó sẽ 3 giây nó sẽ hiện đầy đủ lên. Đấy là về nó sẽ, các bạn chạy hiệu ứng scrolling thì nó sẽ hiện chữ nó sẽ lên từ từ này. Tiếp theo để các bạn hiển thị được nó kiểu như là nó đang chạy theo kiểu máy đánh chữ ấy, có một cái tab dẫn ở đây ấy. Thì bạn chuyển về phần text này này. Tiếp theo là các bạn vẽ cho mình một cái rectangle này. Thì ở cái rectangle này thì các bạn sẽ thiết định cho mình qua cái đệ này đi. Ok này. Bạn vẽ một cái dòng rectangle đây để nó dẫn như này, mình đang chạy hiệu ứng ấy. Tiếp theo là các bạn điều chỉnh cái rectangle này nó đứng ở ngay đầu chữ này. Hiệu ứng này. Tiếp theo là các bạn tích đúp vào cái rectangle này, các bạn làm bây giờ cho nó hiệu ứng để nó chạy rectangle từ đầu đến cuối chữ này. Thì bạn kích đúp của nó này, các bạn chọn vào movement này, hiệu ứng movement chạy này. Ok, bạn kéo đến cuối này. Khi đó thì nếu các bạn để đến cứ để nguyên như này ấy, thì khi đó vì cái hiệu ứng trước ấy mình chạy ấy, thì nó chỉ có 3 giây thôi, mà hiệu ứng này nó sẽ để mặc định theo độ dài nó sẽ 10 giây của video. Thì các bạn sẽ phải chuyển hiệu ứng này, nó sẽ chạy giống cái chữ hiển thị lên dần dần. Thì bây giờ các bạn để ý ở dưới timeline có dấu mốc vàng ở trước, có một video mình đã giới thiệu các bạn về cái ý nghĩa con này rồi. Các bạn có thể bật lại video trước của mình một trong những video trước. Thì bây giờ các bạn kéo nó lại về khoảng đúng 3 giây này, để nó hai cái video nó hai cái nó sẽ chạy song song với nhau. Đây các bạn thấy nè, đấy. Đấy là khi đấy là các bạn đã gắn được cái chữ và cái biểu tượng rectangle, cái ô vuông ô chữ nhật này để nó chạy liền với nhau, thì nó cảm giác như bạn đánh đến đâu đâu thì nó sẽ chuyển lên đấy đấy. Nhưng mà vấn đề là bây giờ thêm một vấn đề nữa là khi các bạn để ý hình ô vuông rồi nhé, vì cái chữ này của mình nó hiện tại đã chạy 3 giây là nó xong rồi,
ô vuông này này, đến 3 giây nó đứng đây thì nó đứng trắng đấy, đúng không? Nó đứng yên này. Và đấy nó vẫn là cái ô vuông thì nó sẽ nhìn nó sẽ không đẹp được. Bây giờ các bạn sẽ thiết định cho nó là đến đoạn đấy thì nó sẽ nhấp nháy như là ở trên cái máy đánh chữ. Thì đây là bạn đang tải ứng như đánh chữ ở trên video. Thì bây giờ các bạn ở đây này, các bạn thiết định nó về khoảng chỗ đoạn 3 này đi, cái trên dòng thumbnail ấy, cái cột thumbnail ấy. Các bạn tích ở phần xe tăng, tích ở phần, các bạn vào effect này, vào phần chassis này, chọn cushion chassis này. Bây giờ các bạn sẽ thiết định cái này nó chạy từ đâu đến đâu. Thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy nghĩa là từ đoạn 3 giây đến khi hiệu ứng nó, nghĩa là nó chạy theo cái chữ xong đấy và chạy đến cuối video. Ok, đây là vẫn chạy chạy không, các bạn chuyển đây về 3 này. Ở trên phần này đấy là thì nó sẽ chạy đây, bây giờ nó sẽ chạy từ 3 đến đoạn hết cuối video này. Thích vào nó để nó, nếu các bạn để nguyên này được thì nó sẽ chỉ vẫn như ban đầu thôi. Bây giờ các bạn cần tải ứng nhấp nháy nữa thì bạn vào phần chassis, các bạn ở trên cái thay nhập profile window bên cạnh này, phần transparent setting này, các bạn tích vào cái nút ba chấm này. Thì ý nghĩa của nút ba chấm này mình cũng đã giới thiệu cho bạn ở một video trước rồi, các bạn có thể vào lại để xem. Tích vào đây, sau đó bạn chọn phần template để nó cho nó chạy hiệu ứng ấy. Bạn có thể chọn rất nhiều hệ ứng template ở đây, ví dụ mình chọn hệ ứng rectangle này. Đây, hiệu ứng rét tang này thì bây giờ nó đang để ở khá dài này, bạn có thể đến như này được thì không, tầm khoảng khoảng hơn 1 giây thì nó sẽ nhấp nháy một lần. Giờ mình muốn nó nhấp nháy nhiều hơn thì bạn chỉnh ở cái phần HZ này. Hiện nó đã đang ở 2500 như 8, nó sẽ nhiều hơn này. Ok, sau giờ mình về video ban đầu này. Mình sẽ chạy các bạn qua để ý cả còn gia tăng này, đấy, chạy này. Đấy, khi đến cuối này đấy, nó cái chữ nhật thì nó sẽ nhấp nháy anh như bạn đang đánh chữ ở trên video ấy. Đấy là mình giới thiệu cho bạn về cái tính năng về typewriter, về effect thì nó đánh chữ là kiểu như đánh chữ này, và các một vài hiệu ứng mà bạn có thể đính kèm theo cái effect này. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các video sau. Các bạn có thể like và subscribe kênh của mình để cập nhật các video hướng dẫn mới nhất của mình. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.